Chào các bạn, ở video này mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách mình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và khởi tạo từ máy tính tiền. Thì đối với hóa đơn thì mình sẽ có hai loại, một là hóa đơn đầu ra, có nghĩa là mình là người bán và mình xuất những khách hàng của mình. Cái thứ hai nữa là hóa đơn đầu vào, có nghĩa là mình là trong cương vị của người mua và những cái đối tác của mình xuất cho mình. Thì đối với thứ nhất là hóa đơn đầu ra, thì đối với hóa đơn đầu ra thì mình đang thao tác thực hiện ở trên cái phần mềm quản lý bán hàng. Thì đối với phần mềm quản lý bán hàng, khi mà mình thực hiện ấn thanh toán thì những cái dữ liệu ở trên cái bill thanh toán đó, nó sẽ truyền cái dữ liệu đó lên hệ thống của Viettel và nó sẽ xuất ra một cái tờ hóa đơn là hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Thì để quản lý cái hóa đơn đó thì mình sẽ vào cái trang web hệ thống hóa đơn từ Viettel là vnvoi.viettel.vn và mình đăng nhập bằng cái tài khoản của Viettel cấp khi mà mình đăng ký. Thì vào trong cái hệ thống rồi thì mình sẽ vào phần quản lý hóa đơn này và mình sẽ vào phần quản lý hóa đơn đã phát hành luôn. Thì những cái hóa đơn mà mình xuất khởi tạo từ máy tính tiền nó sẽ hiển thị hết đầy đủ ở trong này. Nếu mà một doanh nghiệp chỉ có xuất cái hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thôi thì mình vào đây mình tìm kiếm thì nó sẽ có thông tin luôn. Còn đối với lại trường hợp là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không mã thêm hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nữa thì để tra cứu nó thuận tiện hơn thì mình sẽ sử dụng cái chức năng gọi là tìm kiếm nâng cao. Thì cái chức năng tìm kiếm nâng cao nó hiển thị ở đây, mình ấn vào đây. Thì khi mà mình ấn vào tìm kiếm nâng cao này, nó sẽ có một cái trường là ký hiệu hóa đơn. Thì mình sẽ phân biệt được cái hóa đơn thường và cái hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền bằng cách là mình sẽ tra cứu theo cái ký hiệu của nó. Thì ở đây, đối với lại hóa đơn có mã mà không có mã thì ở đây nó sẽ là C23T nha, chữ T. Chữ T là hóa đơn thường. Còn đối với hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thì mình sẽ tra cứu là C23M gì đó. Đó, tùy theo cái ký hiệu của bên mình đăng ký sử dụng. Đấy, thì khi mà mình sort theo cái mình tìm kiếm theo ký hiệu này thì nó sẽ chỉ loát ra những cái hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thôi. Đó, ký hiệu nào thì mình sẽ tìm ký hiệu đó. Nó dễ cho mình trong cái việc xem được cái dữ liệu của mình như nào. Thì ở trong này mình lưu ý giúp trực một điều là hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền này cũng phải gửi lên cơ quan thuế trong ngày. Khi mà mình vào ở trong này mà mình nhìn là cái trạng thái này chưa gửi cơ quan thuế, có nghĩa là cái hóa đơn là chưa gửi nhá. Trong trường hợp đôi khi là hệ thống nó lỗi thì mình cũng phải check lại nhá. Ví dụ như mình vào đây mà mình không thấy cái tích xanh ở đây thì mình sẽ có nghĩa là cái hóa đơn chưa gửi cơ quan thuế. Và trong trường hợp ví dụ như mình gửi cơ quan thuế như này và nó có tích xanh ở đây và nó tích đỏ chẳng hạn, nếu mà nó tích đỏ thì có nghĩa là cái hóa đơn nó bị lỗi thì mình phải kiểm tra là nó bị lỗi gì. Còn ví dụ tích xanh thì cái hóa đơn đó đã ok. Thì đối với những hóa đơn mà chưa có gửi lên cơ quan thuế thì nó sẽ bị chặn các cái chức năng xử lý cái hóa đơn đó và nó sẽ có cái chức năng là gửi cơ quan thuế đó. Có khi ấy, mà cái hóa đơn của mình đã gửi cơ quan thuế rồi và cơ quan thuế tiếp nhận rồi ấy, thì ở chỗ này cái phần thao tác này nó sẽ có thêm cho anh chị các bạn là những cái chức năng điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tiền và gửi mail. Đấy, trong trường hợp ví dụ như mà cái hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đó mà khách hàng của mình báo là chưa nhận được thì anh chị bạn có thể vào đây và anh chị bạn gửi lại đó. Thì đấy mới là một phần của việc quản lý hóa đơn thôi, tại vì là mình đang tra cứu cái hóa đơn ở trên cái phần mềm xuất hóa đơn điện tử. Còn mình sẽ phải lên cái trang của thuế để mình check là mình quản lý cái hóa đơn của mình trên hệ thống của thuế. Các bạn lưu ý nhé là hóa đơn điện tử của mình cái gốc cuối cùng luôn luôn là hệ thống của thuế. Trên thuế nó sẽ quyết định được cái hóa đơn đó nó có giá trị về mặt pháp lý để sử dụng hay không. Thì đối với hệ thống hóa đơn tổng cục thuế, mình sẽ vào cái phần trang web là hóa đơn điện tử.gdt.gov.vn và mình sẽ ấn vào cái phần đăng nhập ở đây. Thì đăng nhập ở đây mình sẽ nhập bằng cái tài khoản, thì cái tên đăng nhập luôn luôn là mã số thuế rồi, mật khẩu. Thì cái tài khoản này là cái tài khoản mà cơ quan thuế cấp cho anh chị và các bạn khi mà mình đăng ký sử dụng lần đầu. Đó, rất nhiều anh chị các bạn là quên và không được những cái kế toán trước bàn giao cái đăng nhập này. Thì anh chị bạn có thể là xem cái video trực để ngay bên trên này nhá, là hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập vào trang hệ thống hóa đơn điện tử của tổng cục thuế nha. Và đây sau khi có thông tin đăng nhập rồi thì mình sẽ nhập cái mã captcha để mình đăng nhập vào cái hệ thống nhá. Thì đăng nhập vào hệ thống thì nó sẽ lên cái giao diện như này. Ở đây thì cái giao diện anh chị bạn nhập vào nó như này. Còn trong cái trường hợp mà anh chị bạn là muốn thu nhỏ lại để dễ sử dụng hơn, anh chị bạn giữ phím control và mình ấn lăn cái con chuột này nhá. Mình lăn con chuột này xuống thì đấy, khi đó thì nó sẽ giảm, nó sẽ thu nhỏ lại và nó sẽ đầy đủ các chức năng ở đây. Thì ở đây cái chức năng của mình nó sẽ có cái chức năng gọi là tra cứu. Thì tra cứu hóa đơn ở đây. Thì tra cứu hóa đơn ở đây nha, anh chị bạn tích vào đây thì nó sẽ lên cái giao diện tra cứu. Thì thì các bạn nhìn thấy này, ở chỗ này nó sẽ có hai cái loại tra cứu. Thứ nhất là hóa đơn bán ra, có nghĩa là mình là người bán và mình bán ra. Cái thứ hai nó là hóa đơn mua vào, là những đối tác của mình xuất cho mình cái hóa đơn. Đó. Thì lưu ý là hiện tại Tổng cục Thuế đã nâng cấp lên. Thì khi mà vào tra cứu hóa đơn bán ra và hóa đơn bán vào, nó sẽ có hai tab nha, nó lại có hai tab nữa.
Cái tab thứ nhất là hóa đơn điện tử, thì cái tab này là cái tab quản lý những cái hóa đơn có mã hoặc không có mã thông thường. Cái tab thứ hai là cái tab hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Đó, mới, cái này mới đúng không? Anh chị thấy mới đúng không? Những cái video trước của Trực cũng không có cái này. Đấy, cái này nó mới. Thì khi đó anh chị bạn ấn vào đây và anh chị bạn tìm kiếm. Thì khi mà tìm kiếm nó sẽ hiển thị tất cả những cái hóa đơn của mình đã phát hành nhé anh chị các bạn. Đó, anh chị bạn thấy không? Là hóa đơn khởi tạo, ví dụ như mình dùng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền, thì khi mà mình tra cứu thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái hóa đơn mà mình đã phát hành ở đây. Đó. Nếu mà trên cái phần mềm hóa đơn này mình có thể ấn nút xuất đây này, mình sẽ xuất hóa đơn ra và mình sẽ xuất cái danh sách hóa đơn của mình đã phát hành nhá, đã gửi lên thuế. Trong trường hợp mà cái danh sách của mình này nó thiếu hóa đơn, ví dụ như trên cái phần mềm hóa đơn tử Viettel nó 100 số nhưng bên cái hệ thống của thuế này khi mình xuất ra nó chỉ có 90 số thôi, nó mất có 10 số, thì mình phải rà soát lại là 10 cái số kia cái trạng thái nó như nào. Ví dụ cái trạng thái của nó bị từ chối hoặc là cái trạng thái của nó là chưa gửi cơ quan thuế như này, thì ví dụ chưa gửi cơ quan thuế này thì mình vào mình phải gửi lại cơ quan thuế nhé. Tránh cái tình trạng là anh chị bạn là cứ xuất hóa đơn xong ở bên Viettel này và mình sẽ coi như cái hóa đơn đó nó có giá trị sử dụng luôn rồi, là không phải nhá. Cái cuối cùng, cái gốc mà cái để xác định cái hóa đơn được sử dụng hay không thì cái hóa đơn đấy nó phải tồn tại trên hệ thống của thuế này. Đó, ví dụ như hóa đơn bị từ chối thì mình sẽ quay về cái hệ thống hóa đơn điện tử và mình sẽ xuất lại một tờ hóa đơn khác nhé, mình xem được thuế từ chối lý do gì và mình sẽ xuất lại. Thì ở đây trong cái phần mà quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, anh chị bạn kéo đến cái cột gọi là cái cột mà kết quả này, trạng thái thứ nhất là trạng thái hóa đơn mới và cái kết quả này, kết quả hóa đơn này là tổng cục thuế đã nhận hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, có nghĩa là mình đã gửi cái dữ liệu cái bản tin hóa đơn đó lên thuế và đã được thuế chấp nhận, thì khi đó cái hóa đơn của mình đã có giá trị về mặt pháp lý và khi đó thì người bán và người mua sẽ sử dụng cái hóa đơn đó để kê khai và nộp thuế. Thì tương tự như vậy, đối với hóa đơn bán ra rồi thì hóa đơn mua vào nó cũng như vậy nha anh chị bạn, nó sẽ có hai phần, một là hóa đơn thường, hai là hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền. Đấy, ví dụ như mà người bán xuất cho anh chị bạn hóa đơn thường thì nó ở đây, còn ví dụ như người bán họ xuất cho mình một hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền thì mình sẽ tra ký ở đây. Khi các bạn nhận được một cái tờ hóa đơn và trên cái tờ hóa đơn đó cái ký hiệu của nó sẽ là C23M. Đấy, C23M, thì khi đó anh chị bạn xác định được cái hóa đơn đó là hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền rồi. Thì khi đó mình sẽ vào phần trang của thuế và mình sẽ vào phần tra cứu hóa đơn mua vào đây, và mình có thể là tra cứu cái mã số thuế của người bán ở đây và mình tìm kiếm. Nếu như mà cái hóa đơn mà có dữ liệu ở trên cái hệ thống thuế này thì cái hóa đơn đó ok. Và trong trường hợp mà anh chị bạn tra cứu ở trong này nó không có, tra cứu trong này không có, thì nó sẽ có hai nguyên nhân xảy ra. Nhất là bên người bán, cái người bán mà người xuất cho mình, người ta chưa gửi cái bản tin đó lên thuế nhá, nên nó sẽ không có. Cái thứ hai nữa là cái trong quá trình xuất, người ta xuất sai dữ liệu thì cơ quan thuế từ chối và sẽ không tiếp nhận. Đó, nó chỉ có một trong hai trường hợp đó thôi. Thì khi mà mình tra cứu ở trên hệ thống thuế này không có, mình phải liên hệ với người bán là yêu cầu người ta xử lý cái hóa đơn đó làm sao nó phải tồn tại trên thuế, thì mình mới nhận cái hóa đơn đó và mình mới thanh toán và mình mới làm cái mình có thể căn cứ vào cái khai thuế rồi. Thì Trực muốn nhấn mạnh với các bạn một lần nữa là cái hóa đơn của mình ấy có hợp pháp, hợp lệ và có giá trị sử dụng hay không ấy, thì tối thiểu nhất là mình tra cứu ở trên cái hệ thống của thuế này nó phải có cái dữ liệu hóa đơn nó đã. Các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn có thể là like và chia sẻ cho Trực nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu về hóa đơn điện tử thì các bạn có thể là inbox số Zalo Trực nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào.